Yo, xin chào anh em đã quay trở lại hoặc là đến với một video mới của tôi. Và cũng khá lâu rồi thì tôi mới lại lên một video mới đúng không nào? Thì không lâu la dài dòng gì nữa. Hôm nay chúng ta sẽ review một cái bộ keycap anh em ạ. Đây là một set keycap mà tôi mới đặt trên Shopee của ông Lộc GC, của ông anh Lộc GC. Thì bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn anh em nhỉ. Ok. Như anh em vừa thấy thì cái set keycap mà tôi đang dùng là một cái set keycap có tông màu khá là đơn giản, white on black của CMK. Thì sau một thời gian dùng CMK khá là ưng, tôi đã dùng qua khá là nhiều set CMK rồi. Thứ nhất là set Aero này, thứ hai là set Diamond, thứ ba là set White on Black này, và thứ tư chính là cái set mà tôi đang mở hộp đây. Đây anh em nhé. Đủ. Set này là Peach Blossom. CMK họ toàn clone màu của GMK anh em ạ. Không biết là về màu sắc thì so với GMK Real thì nó như thế nào. Tại vì có rất là nhiều bộ GMK Real mà tôi lại chưa được sờ nhiều lắm. Tôi chỉ mới được xem qua mấy bộ màu khá là cơ bản, White on Black, Black on White với cả Hennessy các thứ. Thành ra là không biết là mấy bộ kiểu Peach Blossom của GMK thì màu nó sẽ như thế nào. Đó. Còn đây là set CMK Peach của chúng ta. 172 nút, cân hầu như hết các layout hiện tại. Cân được rất là nhiều layout luôn. Nút thì mấy cái set này được gọi là vô số kể. Giá tôi mua thì nó cũng chỉ có hơn 600.000 thôi. Đó. Bây giờ thì bóc ra thử xem nào. Nó sẽ có 3 cái khay anh em nhé. Gắn băng dính lại. Tôi lấy dao rồi, không phải đánh nhanh. Rồi. Ok. Vận chuyển thì có vẻ như là hơi sốc một tí nha. Lạng hết cả nút lên rồi này. Thì đây, anh em xem qua nhé. Đây là màu của video, chưa hề chỉnh một tí màu nào. Khay thứ nhất là như thế rồi. Đây là khay thứ hai và cuối cùng là khay thứ ba. Khay thứ ba thì ok. Để mà nói qua về cái chất liệu của set này thì nó sẽ là nhựa ABS và in double shot anh em nhé. Cái chất lượng double shot của con này thì khá là tốt, nhưng mà tôi thấy là nó không được dày cho lắm. Nó không được dày như của JTK hay là GMK. Nhưng mà về cái ký tự thì tôi nghĩ là hoàn toàn là quá ngon so với cái mức giá anh em trả ra. Nó không có bị lem hay là không có bị lỗi gì cả. Chỉ có cái phần mốt của nó ấy. Các ký tự mốt của nó nhìn nó không được đều cho lắm. Đây này, nhìn anh em nhìn cái chữ Pet up, pet down này. Cái chữ của phần mốt nó không được tròn trịa cho lắm anh em ạ.
những cái set CMK này thì profile của nó sẽ là cherry anh em nhé. Cherry profile chuẩn luôn. Ok, bây giờ thì tôi sẽ mau phím rồi cho anh em chiêm ngưỡng nhé. Ok, tôi vừa tháo hết keycap của cái set White on Black ra rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mau bộ pitch lên cái con Tofu 65 này của tôi anh em nhé. Con này là mạch Hàn. Tại vì tôi đang kiểu máu kiếm Tofu 65 nên là thấy mạch Hàn giá ngon tôi cũng múc luôn. Thì Hàn KTT Zou với cả hai nút này là hàn hai con Kaibox Kunmin cho nó độc lạ một tí. Thì bây giờ mau phím nhá. Nào. Tofu này thì hiện tại trong cái phân khúc của con Tofu này có con AC067 ngon hơn khá là nhiều. Gasket mau, mạch xuôi, nhôm đầm nặng, rồi thì 31, rồi thì hot squat đầy đủ. Nhưng mà tôi vẫn thích chơi Tofu hơn tại vì nó đơn giản, không cầu kỳ. Tôi từng chơi rồi xong rồi tôi bán đi, xong bây giờ tôi lại phải mua lại anh em ạ. Cuối cùng lại quay lại cái hố cũ. Đây, còn lại cái set của chúng ta vẫn còn thừa một đống nút anh em ạ. Nói chung là mấy set CMK này mua về thì chơi gọi là gần như là full leo, không ngán leo nào. Một số anh em bị gãy chân stem thì không biết là cái hiện tượng đấy nó có nhiều không, nhưng mà tôi dùng qua mấy set rồi tôi chưa bị set nào anh em ạ. Nhìn xinh không? Quá xinh luôn. Cắm vào sao test thử khá anh em nhỉ.
Ok. Nếu mà không nhầm thì đây là kỷ lục mới của tôi anh em ạ. 114. Ok đấy. Ok, cảm ơn anh em đã xem video đến đây nhé.